mình đưa các bạn tới nơi này tham quan nhé. Nơi đây gọi là San Phong Phong Che đó các bạn ạ. Nơi này bán đồ bánh kẹo, hạt, những hạt đồ để Tết đó. Khu này là khu dãy phố cổ ở đây đó cả nhà. Mời các bạn cùng đi tham quan nhé. Các bạn ơi, đủ các loại hạt luôn này, hạt hướng dương, hạt dưa, hạt bí, hạt rẻ cười luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, tưng bừng ngày Tết ở Đài Loan. Tục lệ của người dân Đài Loan là mỗi khi Tết về là không thiếu những bức cầu đối và những cái hình này để treo nhé các bạn. Người Đài Loan hay mua những hạt khô lắm các bạn ơi. Wow, đây có một cửa hàng nữa này các bạn ơi, đẹp quá. Rồng vàng và những trái dứa vàng, đồng tiền vàng các bạn ơi. Đẹp chưa các bạn ơi? Đây là kẹo bánh các bạn ơi. Đây có cả hạt điều Việt Nam này các bạn này. Đó. Lấm. Các bạn ơi, đây là trứng cá muối nè. Ui chữ đấy các bạn ạ. Ngon chưa các bạn ơi? Các bạn ơi, đây là thịt khô á. À, bên đây họ làm thịt khô á. Ni hao, ni hao. Đây cũng cửa hàng đồ khô các bạn ơi. Đây là những trái táo đỏ. À, đây là chè đây các bạn ơi, chè khô, chè Đài Loan đây các bạn ơi. À, mình đi mua một gói trà này để uống các bạn ơi. Nó bạn yếu mới hiểu, nó cơ u lúng trà à. Mình sẽ mua một gói trà ô long. Cửa hàng hải sản khô các bạn ơi, những con tôm khô ngon chưa các bạn ơi. Còn bên đây là mực xé khô, họ mua đông quá. Mực xé khô ngon các bạn ơi. Mình cũng muốn mua các bạn ơi. Cần đây là nấm khô này các bạn này. Đây là mộc nhĩ trắng nha các bạn nhé. Mộc nhĩ trắng gọi là bái mỏ đấy các bạn ạ. Đây là mộc nhĩ khô, cây mỏ. Ôi, đây là những trái nhãn khô đấy các bạn ạ. Củ cải khô, lấm khô, cái gì cũng có luôn á. Ở đây là bán buôn luôn đấy các bạn ơi. Bán xỉ, bán mẻ luôn á. Ui, các bạn ấy nhiều dễ sao luôn, nhiều này. Đây là lấm. Nó hương lắm các bạn ạ. Wow, nó có thám của hân hảo chứ. Đây là kẹo đấy các bạn ơi. Đây là bánh kẹo. Ni hao, ni hao đó bạn, ni hao. Sẽ đông người hơn á. Buổi chiều ha, mình cứ chen cái lối này mình không có đi nổi đâu các bạn ơi. Đây là đồ khô các bạn ơi. Đây là những tôm sấy khô này. Đó, gọi là bánh thùng tôm á. Ngon ơi là ngon luôn. Ồ, đây là kẹo á. Chéo chè, nó có treo sờ mơ tháng à. Chéo sư khoa sân tháng mà. Sư tô, mãi sợ tô khởi.
姐姐好，你在？单子都在，没关系，没有装满，没关系，就是多少多少多少。只是说一斤大约是在八九百，有个蚌啊，有个麦啊，有麦蛋呢，一点点也可以嘛，白芝麻，这个，走吧，你去吧，你去吧。 Các bạn đây nhìn kẹo ở bên đây này, đó, đây là những chiếc kẹo to khổng lồ luôn. Hai, ni hào, ni hào. Hai xeo len, tôi có thắng của. Đầu hộp các bạn ơi. Mình đi mãi mà vẫn chưa đến đầu bên này các bạn ơi. Nhiều dễ sợ luôn. Ôi, đây là bánh quẩy các bạn ơi. Đây là những chiếc bánh quẩy. Đây là cửa hàng lấm này này các bạn này. Ai, ni hào, ni hào. Đây, những trái gì đây các bạn ơi? Mới sáng mà đã nhiều đông người này á, buổi chiều á. Các bạn ơi, năm nào á, buổi chiều cũng không thể nào mà chen chân nổi ở đây đâu. Ô, đây là hoa gì đây các bạn ơi? Đây là măng khô này các bạn này. Đây là những trái hồng khô. Đây là ô ý chữ các bạn ơi. Đây là trứng cá khô. Các bạn ơi, đi mua cùng mình nào. Ô, đây là những hạt đậu các bạn ơi, ngon chưa, chưa xưa tàu đờ. Đây là hạt hướng dương, đây là hạt dưa. Đây là những tảng thịt gì mà to đấy. Wow, đây là xén chu dâu. Wow, đây là những tảng thịt muối. Đây là xúc xích, đây là thịt khô. Quá các bạn ơi, nhìn sạch sẽ lắm các bạn ơi. Đây là nạp xưởng. Chưa có hay xưa rồi họ. Hay hảo chưa nào họ. Còn đây là cửa hàng những hạt đậu tương, hạt đậu đen. Ôi, gạo đây các bạn ơi, có gạo lứt này. Đó. Có cả hạt đậu đỏ, hạt sen các bạn ơi, đủ loại luôn. Ồ, có cả hạt đậu. Các bạn ơi, mình sẽ mua gạo lếp đen này nhé các bạn. Chưa hơi mua mì đây các bạn ạ. Ủa, mày y chín à, nó bán. Chưa y chín. Đây. Các bạn ơi, đây gọi là xéo mì đấy, gạo nhỏ ở bên đây đó. Các bạn ơi, đây là những loại hạt hạnh nhân, hạt điều. Các bạn, nó có sư Duy Nán tờ gieo của, sư Thái Oan tờ gieo của. Dê và Lán tờ Hồ. Các bạn ơi, đây là hạt điều Việt Nam mình đó. Các bạn ơi, có cả tỏi, cả hành khô luôn này. Lại đến tiệm hạt hướng dương.
này, những củ cải muối này, măng muối các bạn ạ, tôm khô, tép khô. À, mình đã đến cửa hàng kẹo rồi các bạn ơi, kẹo ngọt các bạn ơi. Tết rồi các bạn mua kẹo ngọt về ăn đi các bạn. Chéo chị ăn ý hào. Hai kẹo đen đủ các màu sắc kẹo luôn các bạn ơi. Đây các bạn ơi này, những chiếc kẹo gì mà ngon không? Có cả kẹo hình trái tim này các bạn này.